Thưa quý vị, đội tuyển nữ Việt Nam sắp ra sân trận đầu tiên tại đấu trường World Cup. Khoảnh khắc các cầu thủ bước ra khỏi đường hầm sân vận động Eden Park, New Zealand vào ngày mai 22 tháng 7 là những dấu chân lịch sử. Những cô gái kim cương dưới bàn tay dẫn dắt của huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn đang trên hành trình vươn ra biển lớn. Hành trình dài 4 thập kỷ đưa bóng đá nữ Việt Nam từ con số 0 đến với World Cup không chỉ có dấu giày của họ mà ở đó là giấc mơ của một nền bóng đá, được khởi nguồn từ những đôi chân trần qua nhiều thế hệ. Chia sẻ về hành trình đầy gian khó và tự hào này, ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay cựu tiền đạo đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Đỗ Thị Ngọc Trâm để cùng trao đổi. Vâng, xin được chào chị ạ. Chào em. Vâng, cuối cùng thì thời khắc lịch sử của bóng đá Việt Nam cũng đã đến ạ. Khi ngày mai các cầu thủ nữ sẽ ra sân trong trận đấu đầu tiên tại vòng chung kết bóng đá nữ thế giới thì không biết là cảm xúc của chị lúc này như thế nào khi mà nhìn thấy sự trưởng thành vượt bậc của các em ạ? Thực sự là muốn nói mà cá nhân Ngọc Trâm cũng như là người hâm mộ bây giờ thì cảm thấy rất là hào hứng. Ngày mai thôi, sáng ngày mai, nếu Trâm nhớ không nhầm thì là sáng ngày mai các nữ cầu thủ của chúng ta sẽ có trận đấu đầu tiên với đội tuyển đương kim vô địch World Cup, đội tuyển Mỹ, sẽ là một sự khó khăn. Tuy nhiên thì khi mà ngồi chờ được vào trường quay cùng với tất cả mọi người làm chương trình thì Trâm có lướt lên trên bảng xếp hạng của những trận đấu ngày hôm nay thì mình cảm thấy một cảm giác gì đó rất là khó tả. Vì là khi mà xem World Cup chúng ta thường xem các đội tuyển Mỹ, rồi là Úc, rồi là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, rồi là rất nhiều các đội tuyển mà chúng ta không bao giờ chúng ta nghĩ rằng sẽ có một đội tuyển Việt Nam, lá cờ Việt Nam chúng ta xuất hiện ở một kỳ World Cup. Thì đó là cái cảm giác có lẽ không riêng thì Ngọc Trâm đâu mà kể cả người hâm mộ hay là tất cả những người đang yêu thích bóng đá, đang hướng tới các cầu thủ bóng đá nữ thì chúng ta đều đang rất là mong chờ. Mặc dù biết là khó khăn nhưng đây đã là một cái sự một bước đột phá của bóng đá nữ nước nhà. Vâng ạ, đúng là chưa bao giờ chúng ta nghĩ là đội tuyển nữ của chúng ta sẽ vào tận vòng chung kết của World Cup nữ thế giới, đúng không ạ? Và ở giai đoạn chị còn thi đấu đỉnh cao thì không biết là đội tuyển nữ Việt Nam đã từng có cơ hội nào để đến với vòng chung kết World Cup chưa? Và có những khó khăn trở ngại đó là gì ạ? Thời điểm của Ngọc Trâm còn thi đấu thì lúc đó thì cũng không có cơ hội. Vì thời điểm Ngọc Trâm thi đấu thì những đội bóng được vào World Cup thì số lượng ít hơn. Trâm nhớ không nhầm là 24 đội. Bây giờ thì đã mở rộng hơn là 36 đội. Thì đó cũng là cơ hội cho những đội bóng đến từ đất nước, những đội bóng đến từ Đông Nam Á có thêm cơ hội, nhiều cơ hội hơn. Ví dụ năm nay thì Trâm thấy rằng ở khu vực Đông Nam Á chúng ta có đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines. Ngày hôm nay đội tuyển Philippines đã có một trận ra quân rồi. Trâm cũng đã xem tỷ số là Thụy Sĩ thắng Philippines với chiến thắng 2-0. Và ngày mai thì đội tuyển chúng ta sẽ thi đấu với đội tuyển Mỹ. Thời điểm của Ngọc Trâm không có cơ hội vì là cái năm Trâm nhớ là khi mà năm Trâm giải nghệ là năm 2013 thì lúc đó thì rất là ít cơ hội để được vươn tầm ra thế giới. Có Trâm nhớ không nhầm hình như là năm 2015, lúc đó là Trâm đã nghỉ thi đấu rồi. Đội tuyển nữ đã có một lần thi đấu trận playoff với đội tuyển Thái Lan tại sân Thống Nhất. Nếu như trận đầu đó đội tuyển nữ Việt Nam thắng thì chúng ta cũng đã có cơ hội đi World Cup rồi. Tuy nhiên thì thời điểm đó thì đội tuyển nữ có lẽ là phong độ chưa tốt cũng như là một số vấn đề chưa tốt nên đội tuyển nữ đã tuột mất cái tấm vé đi World Cup, và cái tấm vé đi World Cup đó đã dành cho đội tuyển Thái Lan. Rất là nhiều khó khăn vì chúng ta cũng thấy rằng là đến với thể thao đã là khó khăn rồi mà đến với bóng đá nữ, mà đặc biệt với cái bộ môn mà mọi người sẽ nói là bộ môn thể thao vua thì thường dành cho phái mạnh. Tuy nhiên thì đối với Ngọc Trâm cũng như là tất cả các nữ cầu thủ khác thì thật sự mọi người cũng hỏi rất là nhiều là các em thi đấu ở sân bóng đá, thứ nhất là quả bóng có nhỏ hơn các cầu thủ nam không, thứ hai là sân bóng có nhỏ hơn không, và thứ ba là thời gian thi đấu có ít hơn không. Thì đó là những cái mà mọi người không nghĩ rằng nữ sẽ làm giống như nam. Nam và nữ thi đấu như nào thì nữ thi đấu như vậy, cũng đúng thời gian 90 phút và sân bóng cũng đúng chuẩn như vậy. Thì có rất nhiều khó khăn khi mà các cầu thủ nữ đi đá bóng. Tuy nhiên thì ngày hôm nay đội tuyển nữ đã bước chân tới World Cup, đã có những bước đột phá thì Trâm nghĩ rằng đó, những khó khăn là một động lực, là bước đệm để chúng ta có những thành công ngày hôm nay. Vâng ạ, chắc chắn rồi, những cái khó khăn sẽ là những cái động lực để chúng ta viết tiếp những cái thành công như ngày hôm nay, đúng không ạ? Thế hệ đàn em sẽ nối tiếp thế hệ đàn chị. Và hành trình đến với vòng chung kết World Cup lần này thì đội tuyển Việt Nam cũng phải vượt qua những vô vàn những khó khăn ạ. Thì chị có thể phân tích những yếu tố gì đã giúp đội tuyển làm nên lịch sử? Phải nói rằng là Trâm cũng rất là may mắn khi đã là người được đồng hành xuyên suốt cái quá trình của đội tuyển nữ Việt Nam đi đến World Cup từ những ngày đầu tiên ở bảng xếp vòng bốc thăm. Hôm đó thì Trâm còn nhớ rằng là Trâm cũng
trực tiếp bình luận ở cái vòng bốc thăm bóng đá nữ vòng bảng. Thì Bắc Trung ngày hôm đó đã đi tận sang đấy để bốc thăm, thì chúng ta ở một cái bảng đấu rất là khó. Khi mà đến trận đấu ở vòng bảng World Cup thì chúng ta gặp thời điểm đó là đại dịch Covid. Rất là nhiều những cầu thủ chúng ta khi mà đi tập huấn bên nước ngoài chuẩn bị đến những trận đấu đầu tiên thì chúng ta gần như là 100% đội tuyển bóng đá nữ bị Covid. Nhưng những người nào bị trước thì đã phục hồi rồi, và chỉ có khoảng tầm 7-8 người sang trước để chuẩn bị thi đấu. Còn sau đó dần dần những người phục hồi thì đến sau. Và đến những trận đấu đầu tiên thì chúng ta đã đủ 11 người thi đấu, và Trâm nhớ không nhầm chỉ có một người dự bị thôi. Thì đó là những cái sự khó khăn. Tuy nhiên thì có thể nói rằng khó khăn thì tất nhiên là khó khăn chung, không chỉ riêng Việt Nam mình. Nhưng bên cạnh những khó khăn này, Trâm nghĩ rằng có thể là những cái may mắn. Vì chúng ta là những cầu thủ nữ, chúng ta bị Covid trước cái thời điểm giải đấu diễn ra. Ví dụ như đội tuyển Myanmar hay đội tuyển Thái Lan, họ cũng dính Covid nhưng họ lại dính đúng vào thời điểm thi đấu. Còn đội tuyển chúng ta thì đến những trận thi đấu quan trọng thì gần như là 15 đến 17 cầu thủ đã hoàn toàn bình phục và chúng ta hoàn toàn đủ quân số để thi đấu. Với trận đấu đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển, Trâm nhớ không nhầm thì Đài Bắc Trung Hoa, thì đội tuyển chúng ta đã có một cái trận đấu rất là quan trọng, nếu không nhầm là thắng 2-1 để mang tấm vé đi tới World Cup. Và chúng ta đã thi đấu bằng rất nhiều sự quyết tâm. Chúng ta đã phải xa nhà không được ăn Tết, ở nhà đi thi đấu tập luyện quanh năm suốt tháng. Rồi là rất nhiều các cầu thủ bị Covid, dính Covid, nhưng mà gần như là toàn đội cũng như ban huấn luyện đều giấu để cho người hâm mộ cũng như là ban lãnh đạo cảm thấy rằng yên tâm hơn. Tuy nhiên thì tất cả các cầu thủ đều đã phải nỗ lực vượt qua để đi đến World Cup ngày hôm nay. Thì chúng ta phải nói rằng là càng cái thành công nào càng khó khăn thì cái trái ngọt chúng ta gặt hái được thì đều cảm thấy ngọt ngào hơn rất là nhiều. Dạ vâng, và thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung thì nằm ở bảng E cùng với cả đương kim vô địch đội tuyển Mỹ này, đương kim Á quân Hà Lan và cả Bồ Đào Nha nữa. Những đội rất mạnh, thì các đội tuyển đều quá mạnh. Vậy thì theo chị là các em cần phải thi đấu như thế nào và điều quan trọng nhất đó là gì ạ? Chúng ta cũng thấy rằng là khi mà đến với World Cup thì trước trận đấu rất là nhiều phóng viên báo đài cũng đã hỏi Trâm, và Trâm cũng có xem ngày hôm nay Bắc Trung cũng có chia sẻ với phóng viên về cái mục đích của đội tuyển nữ của chúng ta khi tham dự World Cup. Chúng ta đến World Cup không phải để chơi, chúng ta đến World Cup không phải để tham quan, chúng ta đến World Cup là để học hỏi. Chắc chắn rằng đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng mà vô địch và đương kim vô địch, rồi là Á quân, và đội tuyển Bồ Đào Nha là đội tuyển chú ngựa ô hiếu chiến, là ba đội mà chúng ta thấy rằng là chúng ta có lẽ là một đối thủ, họ là những đối thủ rất là nặng ký đối với đội tuyển Việt Nam. Nhưng chúng ta đến với World Cup, chúng ta đem cái hình ảnh những cô gái kiên cường bất khuất, hình ảnh những người phụ nữ Việt Nam đến với World Cup, thì Trâm nghĩ rằng chúng ta sẽ thể hiện một bộ mặt hoàn toàn tự tin. Chúng ta, Mỹ là một đội tuyển lớn, là một cái núi rất là cao, nhưng chúng ta là đội tuyển Việt Nam kiên cường, chúng ta sẵn sàng trèo đèo lội suối, vượt núi để chúng ta đi đến thành công. Sẽ là khó khăn cho các cô gái đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày mai gặp đội tuyển Mỹ. Trâm nghĩ rằng Bắc Trung đã có những cái chiến thuật cũng như có những cái con người để làm sao nếu chúng ta nói là chúng ta hòa hoặc thắng thì Trâm nghĩ là sẽ rất là khó khăn. Nhưng chúng ta phải nhìn vào thực tế. Với một đội tuyển vô địch World Cup như thế thì để nói mà có một trận hòa là cực kỳ khó khăn. Nên là chúng ta làm sao hạn chế được càng ít bàn thua thì càng tốt. Và chúng ta thể hiện được cái tinh thần của những cô gái Việt Nam, chúng ta không bỏ cuộc. Là đó là cái điều mà Trâm nghĩ rằng cái bộ mặt mà Bắc Trung cũng như tất cả các cô gái Việt Nam sẽ thể hiện tại World Cup này. Vâng, đúng là với trước đội tuyển Mỹ đúng không ạ? Đương kim vô địch thế giới thì họ rất là mạnh, nhưng mà chúng tôi tin rằng là bằng cái tinh thần của mình thì các cô gái chúng ta sẽ nỗ lực vượt qua và làm sao để tỏa sáng. Với khẩu hiệu World Cup 2015 là hướng tới mục tiêu lớn hơn, World Cup 2019 đó là dám tỏa sáng, và World Cup 2023 là còn hơn cả vĩ đại, thì theo chị khẩu hiệu năm nay thì có ý nghĩa lớn lao như thế nào với các cầu thủ bóng đá nữ ạ? Chắc nghĩ rằng bóng đá nữ có lẽ bây giờ đã tiếp cận nhiều hơn so với những năm về trước. Còn hơn cả vĩ đại có lẽ là để nhằm khích lệ, tuyên dương cũng như là động viên tất cả các chị em phụ nữ, tất cả những cô gái đá bóng, tất cả những cầu thủ ở tất cả các đội tuyển trên thế giới, hãy cứ tự tin, hãy cứ cống hiến hết mình và thành công sẽ tới. Và đó cũng là cái niềm mong ước cũng như là cái động lực cũng như là cái nam châm của Trâm trong bóng đá, trong thể thao, và với đội tuyển bóng đá nữ cũng vậy, cứ cố gắng, cứ cống hiến, cứ thi đấu hết mình, thành công sẽ tới.
và cũng chúc cho đội tuyển nữ Việt Nam ngày mai sẽ có một trận ra quân may mắn và thành công. Và cái góc nhìn của chị về giai đoạn phát triển mới của bóng đá nữ nước nhà như thế nào trong thời gian tới ạ? Đối với đội tuyển nữ Việt Nam bây giờ chúng ta đã có lần đầu tiên đi tới World Cup. Và Trâm nghĩ rằng không chỉ có lần này đâu, mà chúng ta sẽ là một bước đệm để chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa. Và chúng ta thấy rằng là bóng đá nữ bây giờ cũng đã được quan tâm hơn rất nhiều, đặc biệt là ở những năm gần đây, khi mà các cô gái của chúng ta đã được tạo điều kiện được đi thi đấu không chỉ ở những khu vực Đông Nam Á này. Bây giờ chúng ta thấy các bạn đã được đi được cả những nước Tây Á, Châu Á và Châu Âu, đi thi đấu đội tuyển Úc. Mà chúng ta chưa bao giờ, thời của Trâm, chưa bao giờ có cơ hội, và cũng không bao giờ nghĩ rằng đội tuyển nữ có cơ hội để được thi đấu đến những nền bóng đá phát triển như thế. Thì chúng ta thấy rằng hiện tại bây giờ là bóng đá nữ được quan tâm, đã có một cái sự đầu tư bài bản hơn, đã có một hệ thống đầu tư tuyến trẻ từ phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam, và rất là nhiều các cơ hội để các giải trẻ trong nước thì chúng ta đã có U17, U19. Và bên cạnh đó thì các giải quốc tế, như chúng ta sẽ trước cái kỳ World Cup này chúng ta đã có cái giải U19. Nếu như Trâm nhớ không nhầm thì chúng ta đã cũng đạt được giải Á quân. Thì rất nhiều giải đấu để giúp các em có cơ hội được cọ sát, được học hỏi. Và đó là sự đầu tư đúng đắn để bóng đá nữ có thêm nhiều cơ hội để vươn tầm thế giới hơn. Ở Việt Nam thì nói thật là từ khi Trâm còn thi đấu đến bây giờ thì Trâm vẫn theo dõi chỉ có 6 đến 7 đội thôi. Tuy nhiên thì các bác trong ban lãnh đạo cũng như Liên đoàn Việt Nam vẫn cứ luôn cố gắng làm sao tạo thêm nhiều giải đấu cho các bạn có thêm cơ hội để cọ sát. Vì bóng nữ không có nhiều đội nên càng phải có nhiều giải đấu để có thể cọ sát hơn. Thì Trâm nghĩ đó là định hướng, đó là đường lối rất là phát triển để giúp bóng đá chúng ta phát triển hơn. Rất cảm ơn chị Ngọc Trâm đã nhận lời mời tham gia chương trình hôm nay và chia sẻ câu chuyện về đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.